Chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Hà. Chào em. Cô Hà ơi, đã bao giờ cô Hà đã nghe câu như thế này chưa? Dưa la, húng láng, nem bán, tương bần, nước mắm vạn vân, cá rô đầm xét. Ồ, sao hôm nay Kim Thảo lại có nhã hứng nghiên cứu về các loại đặc sản thượng hạng xứ Bắc vậy ta? Không phải là em tự nhiên mà có nhã hứng đâu, là bởi vì có một yêu cầu của một bạn khán giả ngày hôm nay gửi đến cho chương trình nè. Cô cùng nghe với em nha. Rồi. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Mình là Hạnh ở Tân Phú. Nhà mình gốc Bắc nên rất thích ăn tương bần. Đợt vừa rồi về quê có mua được mấy hũ tương bần nên cuối tuần này đang dự định là trổ tài mời cả nhà. Nhất là có mấy cô chú và anh chị bên nhà nội sang chơi nữa. Hôm nay mình gọi điện muốn nhờ chương trình hướng dẫn một món ngon với tương bần. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Đúng rồi đó, tương bần là một đặc sản ẩm thực miền Bắc và có thể chế biến được rất nhiều món ngon đó. Và chắc chắn là cô Hà đang có một cái suy nghĩ nào đó, có một món ăn liên quan đến tương bần ngày hôm nay đúng không? Đúng rồi, chương trình sẽ giới thiệu đến quý khán giả một món ăn ngày hôm nay có tên là cá điêu hồng kho tương bần. Để làm món cá điêu hồng kho tương bần, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: một con cá điêu hồng khoảng nửa ký, 150g thịt ba rọi, ớt hiểm, hành lá, một củ riềng, đầu hành lá băm, xả bào, màu dầu điều, nước nghệ, tương bần, nước trà xanh, các gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế phần thịt này. Thịt này chúng ta sẽ cắt miếng cỡ như ngón tay ha. Dạ. Tiếp theo thì mình sẽ cắt phần cá này ra làm hai. Chúng ta sẽ ướp vào trong cá và thịt này một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, một nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh đường, thêm một muỗng canh đầu hành băm, hai muỗng canh nước nghệ, hai muỗng canh tương bần nè, và một muỗng rưỡi canh nước mắm. Dạ. Chúng ta sẽ trộn đều lên ha. Và dạ, chúng ta sẽ để khoảng chừng 10 phút. Tương bần chính là một cái gia vị làm cái món ăn này đặc biệt hơn phải không cô? Đúng rồi đó. Bởi vì tương bần trong món ăn này sẽ làm cho cái món cá kho có hương vị đậm đà và có mùi thơm đặc trưng đó. Dạ em nhớ rồi, cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng tương bần để kho cá bởi vì tương bần sẽ giúp cho hương vị đậm đà hơn và mùi thơm đặc trưng hơn. Trong lúc chờ cá thấm gia vị thì chúng ta sẽ sơ chế tiếp. Đầu dạ, tiên thì ớt thì chúng ta sẽ đặt dặt, hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Còn phần củ riềng này thì mình sẽ cắt lát. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu kho cá ha. Dạ. Đầu tiên thì cô sẽ lót cái phần riềng này vào ở dưới cái đáy nồi và xung quanh cái thành nồi. Tiếp theo thì cô sẽ cho phần thịt và cá vào trong nồi này ha. Dạ. Cho cá lên. Phần thịt còn lại thì rải đều lên. Còn lại đúng rồi, thì mình cũng sẽ rải đều lên. Như vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi cá này lên bếp và mình kho. Chúng ta cho khoảng chừng một muỗng màu điều. Và cô cũng cho luôn cái phần ớt hiểm này vào đây. Đợi cho nước trong nồi cá sôi lên thì chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng một chén nước trà xanh nóng. Mà cô Hà ơi, em thấy món kho, đặc biệt là món cá kho, chính là một cái món rất là thông dụng. Mà em thấy hình như là có nhiều cách để kho lắm, không biết là với kinh nghiệm của cô Hà có thể hướng dẫn cho Kim Thảo cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có lưu ý gì trong món kho hay không ạ? Đối với cá thì thông thường có hai cách kho. Cách thứ nhất là khi kho đậy nắp. Như vậy thì khi cá chín thì thịt cá sẽ bùi và xương mềm có thể ăn được. Dạ. Cách thứ hai là khi kho mở nắp. Như vậy thì cá chín thì thịt sẽ săn chắc. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chiên phần sả dầu nóng và mình sẽ cho cái phần sả bào này vào chiên. Nhưng mà Kim Thảo và quý vị khán giả nhớ là khi chúng ta chọn sả cho món ăn này thì chúng ta chọn sả non, và khi chiên lên thì sẽ vàng giòn, thơm ngon và không bị sơ. Dạ em nhớ rồi, cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chọn phần sả non để cắt lát ra và chiên giòn lên để khi ăn sẽ thơm ngon hơn và không bị sơ quý vị nhé. Bây giờ thì cô sẽ cho sả vào đây. Em thấy sả bắt đầu vàng rồi. Cô sẽ trút nó ra một cái vợt. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm khâu cuối cùng là cho một ít dầu mà hồi nãy mình đã chiên sả để cho cá nó có độ bóng. Rồi cô sẽ cho tiếp là hành lá vô, cho tiếp phần sả phi này lên trên. Và cuối cùng thì cho thêm một ít ớt và mình sẽ tắt lửa luôn. Dạ.
Bây giờ thì cô đã chuẩn bị cơm cho em rồi đây nè, một miếng cơm ha. Dạ. Rồi, một miếng cá. Đây, cô mời Kim Thảo nha. Em cảm ơn cô Hà. Chưa ăn món này mà em đã biết nó ngon rồi. Bởi vì khi mà cô Hà kho đó, mùi thơm của riền, của sả, rồi cả của tương bần nữa bốc lên nghi ngút rất là thơm. Kim Thảo thấy sao? Ngon lắm cô Hà ơi. Cá đã chín mềm rồi nhưng mà vẫn giữ được độ săn, rất là ngon và ngọt và thấm vị nữa cô. Đặc biệt là tương bần nha quý vị. Tương bần đã làm cho món ăn này trở nên đặc biệt hơn và rất là thơm. Món ăn này nếu mà quý vị nấu thì chắc chắn là quý vị phải nấu thêm nhiều cơm đấy. Cô xem đó là lời khen ngợi của Kim Thảo đó. Mong rằng món cá điêu hồng kho tương bần sẽ là một gợi ý hợp lý cho chị Hạnh cũng như quý khán giả thân thiết của chương trình. Chúc quý vị khán giả ngon miệng với món cá điêu hồng kho tương bần. Quý vị và các bạn thân mến, cá điêu hồng và cá tương bần là hai nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế mà đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo rất là hy vọng quý vị sẽ bổ sung món cá điêu hồng kho tương bần vào trong thực đơn hàng ngày của quý vị để có thể bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của mình. Hy vọng rằng quý vị luôn nhớ hộp thư chính thức của chương trình, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam 0838237557. Trang web chính thức của chương trình đó là www.monngonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày đi đến trang web của chương trình. Đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.